Oh yeah. Sao rồi, sao chuyến này ạ? Bán được bao nhiêu? Quả sản phẩm. Mắc à? Mắc con bò đi chậm đấy. Đi chậm vậy bò ơi, bò ơi, bò ơi. Bò đâu? Mẹ con bò ra bị mắc à? Con bò nó bị đang bị mắc ở đây rồi. Nó mắc rồi. Trời trời. Bò tôi đâu rồi? Mắc ở cổng thành nha. À, nó mắc cái thằng lính này. Mắc thằng lính này, mẹ con bò này ngu thế. Xong nghỉ nha anh em ơi. Nghỉ nha, đến giờ mình phải nghỉ rồi. Đã bao nhiêu? 4. Ê, được khá khá. Được khá khá.